đại lễ Đức Chí Tôn ở Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Theo Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, đại lễ Đức Chí Tôn diễn ra ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, được xem là một trong hai lễ hội lớn trong năm. Chỉ sau đại lễ hội yến Diêu Trì Cung được Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tổ chức vào ngày rằm tháng 8. Hàng ngàn người dân đã có mặt, đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của Rồng Nhan, điệu nhảy vui tươi của Long Mã, Ngọc Kỳ Lân, Quy Phụng, cùng dàn nhạc sắc tộc diễn ra trước đền thánh, báo ân từ và diễu hành qua đông tây khán đài trong khu vực nội ô. Ngoài ra, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh cũng tổ chức gian hàng trưng bày những mô hình lịch sử, cổ tích Việt Nam để phung bồi đạo nghĩa làm người, tình yêu quê hương đất nước, đồng thời hướng đến cội nguồn nội giống của dân tộc. Tiếp theo, mời các bạn xem một số hình ảnh của ngày lễ hội. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.